khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex, thường được gọi là T-Rex, là một trong những loài khủng long ăn thịt nổi tiếng nhất trong lịch sử. Với kích thước khổng lồ, sức mạnh vượt trội và khả năng săn mồi đỉnh cao, T-Rex là biểu tượng của kỳ Phấn trắng và là một trong những loài ăn thịt thống trị vào thời kỳ đó. T-Rex là một trong những loài khủng long có kích thước lớn nhất trong số các loài khủng long ăn thịt. Chúng có chiều dài trung bình khoảng 12 đến 13 mét, chiều cao khi đứng thẳng có thể đạt đến 4 đến 5 mét và trọng lượng dao động từ 8 đến 14 tấn, tương đương với một chiếc xe tải lớn hiện đại. Đầu của T-Rex rất lớn và nặng, với chiều dài hộp sọ có thể lên tới 1,5 mét. Hàm của chúng cực kỳ mạnh mẽ, có thể tạo ra lực cán mạnh đến 35.000 Newton, đủ để nghiền nát xương một cách dễ dàng. Mỗi chiếc răng của T-Rex có chiều dài khoảng 15-30 cm, dày và sắc nhọn như dao găm, có khả năng xé toạc và nghiền nát con mồi. Răng của T-Rex không chỉ dùng để cắn, mà còn được thiết kế để chịu đựng áp lực lớn khi cắn vào xương và các mô cứng. Cơ thể của T-Rex khỏe mạnh và cơ bắp, đặc biệt là phần chân và hông, giúp nó có thể di chuyển nhanh chóng trong quá trình săn mồi. Dù kích thước lớn, các nhà khoa học tin rằng T-Rex có thể chạy với tốc độ từ 20 đến 30 km/h, đủ để đuổi theo các con mồi chậm chạp hơn. Tuy nhiên, cơ thể lớn cũng khiến T-Rex khó thay đổi hướng nhanh chóng, vì vậy chúng thường sử dụng chiến thuật phục kích thay vì rượt đuổi đường dài. T-Rex có hai chân sau lớn, mạnh mẽ và cơ bắp. Các ngón chân được trang bị móng vuốt sắc nhọn, giúp T-Rex có độ bám tốt và khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời khi tấn công. Những chân sau này có cấu trúc giúp chúng chịu được trọng lượng khổng lồ của cơ thể. Hai chi trước của T-Rex rất ngắn và chỉ có hai ngón, khiến nhiều người cho rằng chúng khá vô dụng. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy tay của T-Rex có thể có sức mạnh lớn, với khả năng nâng và giữ các vật nặng. Tuy vậy, chúng không đóng vai trò quan trọng trong việc săn mồi và T-Rex chủ yếu dựa vào hàm và sức mạnh của mình. T-Rex sống vào cuối kỷ Phấn trắng, khoảng từ 68 đến 66 triệu năm trước, giai đoạn cuối của thời đại khủng long trước khi sự kiện tuyệt chủng lớn kết thúc kỷ nguyên của chúng. Đây là thời kỳ phát triển đỉnh cao của các loài động vật trên cạn, với các hệ sinh thái phong phú và đa dạng, đặc biệt là ở khu vực Bắc Mỹ, nơi nhiều hóa thạch của T-Rex đã được tìm thấy. Sự kiện tuyệt chủng vào cuối kỷ Phấn trắng, khoảng 66 triệu năm trước, trái đất trải qua một sự kiện tuyệt chủng lớn, mà nguyên nhân được cho là do một thiên thạch va vào Yucatán, gây ra sự thay đổi môi trường đột ngột. Sự kiện này đã dẫn đến sự tuyệt chủng của phần lớn các loài khủng long, bao gồm cả T-Rex, và mở ra thời kỳ thống trị của các loài động vật có vú. T-Rex sinh sống chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ, đặc biệt là tại các khu vực thuộc Hoa Kỳ và Canada ngày nay. Môi trường sống của chúng là những vùng đồng bằng rộng lớn, rừng cây rậm rạp và các con sông, tạo điều kiện phong phú về thức ăn và nơi ẩn náu. Khí hậu. Kỷ Phấn trắng có khí hậu ấm áp và ẩm ướt, với những khu rừng nhiệt đới, đồng cỏ và vùng đất ngập nước, tạo nên một hệ sinh thái lý tưởng cho nhiều loài động vật. Những vùng đồng bằng ven sông và rừng thưa là nơi lý tưởng để T-Rex phục kích con mồi. Thực vật. Khu vực mà T-Rex sinh sống có hệ thực vật đa dạng, bao gồm cây lá kim, dương xỉ và các loại cây thân gỗ. Những cánh rừng rậm rạp không chỉ cung cấp nơi trú ẩn cho các loài ăn cỏ mà còn tạo ra các địa hình phức tạp, thuận lợi cho T-Rex trong việc phục kích. T-Rex là một loài săn mồi đầu bảng, chủ yếu săn các loài khủng long ăn cỏ lớn như Triceratops. Đây là một loài khủng long ăn cỏ lớn với 3 sừng trên đầu và một cái diềm xương to bản ở cổ, giúp chúng phòng thủ trước các loài săn mồi. Triceratops là một trong những con mồi phổ biến của T-Rex, nhưng chúng cũng rất mạnh mẽ và có thể gây tổn thương cho T-Rex trong các cuộc chiến. Edmontosaurus, một loài khủng long ăn cỏ khác, sống thành bầy và có khả năng chạy nhanh, thường là mục tiêu của T-Rex khi các cá thể bị tách ra khỏi bầy. Đối thủ cạnh tranh. Dù T-Rex là kẻ thống trị trong chuỗi thức ăn, nó vẫn gặp phải sự cạnh tranh với các loài ăn thịt khác, dù ít phổ biến hơn. Dakotaraptor, một loài khủng long ăn thịt nhỏ hơn, thường sống thành bầy và có khả năng rượt đuổi tốt hơn T-Rex. Dakotaraptor có thể cạnh tranh với T-Rex trong việc săn mồi hoặc tiếp cận xác chết. Khủng long bay. Các loài khủng long bay thường tìm đến xác chết của con mồi bị T-Rex săn để ăn phần còn lại. Điều này có thể tạo ra những cuộc tranh giành nhỏ giữa T-Rex và các loài ăn xác chết khác. T-Rex là một kẻ săn mồi cực kỳ hiệu quả, với nhiều kỹ năng và chiến thuật, giúp nó trở thành một trong những loài động vật ăn thịt hàng đầu của kỳ Phấn trắng. Do kích thước lớn và khó xoay chuyển khi chạy, T-Rex thường không rượt đuổi con mồi đường dài, mà thay vào đó là phục kích. Nó sử dụng khứu giác và thị giác sắc bén để phát hiện con mồi từ xa, sau đó tiếp cận trong im lặng và bất ngờ tấn công. Khứu giác phát triển vượt trội. Khứu giác của T-Rex rất mạnh mẽ, giúp nó phát hiện được mùi của con mồi hoặc xác chết từ khoảng cách xa. Điều này rất hữu ích trong việc xác định vị trí con mồi mà không cần đến quá gần. Lực cắn mạnh mẽ. Lực cắn của T-Rex mạnh gấp nhiều lần so với sư tử hoặc cá sấu hiện đại, cho phép nó nghiền nát xương và cắn xuyên qua lớp da dày của các loài ăn cỏ. Chỉ một cú cắn mạnh, T-Rex có thể gây ra thương tổn nghiêm trọng, đủ để hạ gục con mồi nhanh chóng. Cú cắn dứt khoát. Với hàm răng sắc nhọn và bộ hàm cực khỏe, T-Rex có thể tung ra cú cắn dứt khoát, cắn sâu vào thịt và xương của con mồi, khiến nạn nhân bị tổn thương nặng và khó có thể thoát khỏi. Tóm lại, khủng long bạo chúa T-Rex là một cỗ máy săn mồi hoàn hảo của tự nhiên, với khả năng phục kích, khứu giác nhạy bén, lực cắn cực mạnh và chiến thuật săn mồi khôn ngoan. Đó là biểu tượng của sức mạnh, sự nguy hiểm và bản năng sinh tồn mãnh liệt trong thế giới khủng long.